Trước thêm năm học mới, nhiều địa phương đã có những chỉ đạo về công tác thu chi của trường học. Căn cứ theo quy định tại Điều 10, Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 55/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, không được thu 7 khoản. Đó là bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, đảm bảo an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng học tập cho trường lớp hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Việc thu chi kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh phải đảm bảo nguyên tắc công khai dân chủ, sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh trường, không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh. Năm học 2024-2025, học phí tại các trường đại học dao động từ trên 10 triệu đến trên 800 triệu đồng trên năm. Học phí đại học đang trở thành nỗi lo với nhiều gia đình. Vấn đề đặt ra là mức thu học phí của các trường hiện nay đã tương xứng, phù hợp với mức sống trung bình của người dân. Hiện nay, các cơ sở đào tạo xác định học phí bậc đại học dựa theo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều đảm bảo chi thường xuyên, trường công lập đảm bảo cả chi thường xuyên của nghị định 81/2021 quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định 97 quy định học phí có nhiều mức theo từng loại hình trường. Trường công lập chưa tự chủ, chưa đảm bảo chi thường xuyên. Trường công lập tự đảm bảo chi thường xuyên. Trường công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Các trường đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên. Học phí năm học 2023-2024 từ 12 đến 24,5 triệu đồng trên một năm học 10 tháng. Đến năm học 2026-2027, học phí nhóm trường này tăng lên 17,1 đến 35 triệu đồng trên năm. Với trường đại học công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, học phí năm học 2023-2024 tối đa là 24 đến 49 triệu đồng trên năm và tăng lên mức 34,2 đến 70 triệu đồng trên một năm học 2026-2027. Đặc biệt, nhóm trường công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư học phí năm học 2023-2024 tối đa là từ 30 đến 61,25 triệu đồng và tăng lên tới 42,75 đến 87,5 triệu đồng năm học 2026-2027. Ngoài ra, trường tư thục được tự chủ xây dựng mức thu học phí, trường công lập được tự xác định mức thu học phí của chương trình đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật do trường ban hành, thực hiện công khai giải trình với người học và xã hội. Trong mức trần học phí của nghị định, các trường đại học xây dựng và ban hành mức thu học phí năm học 2024-2025 theo nhiều mức, đa số học phí các trường đại trà trên 10 triệu đồng đến trên 50 triệu đồng. Nhưng bên cạnh đó, hàng loạt trường đại học xây dựng thêm các chương trình đặc biệt với học phí cao hơn nhiều như chất lượng cao chương trình giảng dạy tiếng Anh, chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh. Ngay trong cùng một trường công lập, trong khi chương trình đại trà trên 35 triệu đồng trên một năm thì chương trình chất lượng cao thu tới 70 đến 83 triệu đồng trên năm, chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh lên tới 165 triệu đồng trên năm. Với cách xây dựng chương trình như vậy, các trường đại học đang thu phí cao hơn nhiều so với mức thấp nhất của chương trình tiêu chuẩn. Trong khi đó, các trường đại học công lập chuyển sang tự chủ là xu hướng tất yếu trong thời gian tới. Theo văn bản của Bộ Nội vụ về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, hết năm 2025, các đơn vị đào tạo đại học thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ đồng loạt thực hiện lộ trình nâng cao mức độ tự chủ về tài chính từ mức đảm bảo chi thường xuyên trở lên. Như vậy, học phí bậc đại học không chỉ tăng mỗi năm theo khung quy định mà còn mở rộng phạm vi số trường đủ điều kiện thu học phí cao hơn. Từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ tăng tỷ lệ sử dụng điểm học bạ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo thông tư mới về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 để lấy ý kiến. Một trong những điểm mới trong dự thảo thông tư là việc tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tăng tỷ lệ sử dụng kết quả đánh giá quá trình học tập ở cả lớp 10, 11 và 12 lên 50%, trước đây là 30%, và chỉ sử dụng kết hợp kết quả lớp 12 nhằm mục đích đánh giá toàn diện các năng lực của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và tăng hiệu quả đạt được nhiều mục tiêu của kỳ thi như đã công bố. Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng theo quy định được miễn thi ngoại ngữ nhưng không quy định thành 10 điểm trong xét công nhận tốt nghiệp như quy định hiện nay. Theo phương án tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, mỗi thí sinh phải thi hai môn bắt buộc là toán ngữ văn và hai môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 là ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học và công nghệ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 6 năm 2025 với 3 buổi thi, trong đó một buổi thi môn ngữ văn, một buổi thi môn toán, một buổi thi hai môn tự chọn trong số các môn học ở lớp 12 gọi tắt là tổ hợp tự chọn. Như vậy, về môn thi từ năm 2025 dự kiến bổ sung thêm môn tin học, công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp. Đây là những môn thi lần đầu tiên được tổ chức thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đề thi bổ sung thêm một số dạng thức câu hỏi thi mới đối với các môn thi trắc nghiệm. Với hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà trường, dự thảo không còn quy định học sinh có nguyện vọng học thêm phải viết đơn xin học thêm gửi nhà trường, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ có con em xin học thêm trực tiếp ký, ghi cam kết với nhà trường về dạy thêm học thêm vào đơn xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện cam kết. Nhiều ý kiến cũng cho rằng quy định này bãi bỏ là phù hợp vì lâu nay khiến học sinh buộc phải tự nguyện viết đơn, nhà trường và giáo viên cũng vin vào đó để dạy thêm tràn lan. Thay vào đó, cơ quan soạn thảo dự kiến đưa ra quy định chặt chẽ hơn về việc dạy thêm học thêm trong nhà trường. Trong đó, trước hết, tổ chuyên môn tổ chức họp để thống nhất đề xuất với người đứng đầu nhà trường về việc dạy thêm học thêm đối với các môn học do tổ chuyên môn đảm nhận. Đối với các môn học có đề xuất, việc dạy thêm học thêm phải trình bày rõ lý do, mục tiêu, nội dung, thời lượng, đề xuất dạy thêm học thêm và danh sách giáo viên đăng ký dạy thêm theo môn học ở mỗi khối lớp. Hiệu trưởng căn cứ đề xuất trên tổ chức cuộc họp với thành phần gồm lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường để thống nhất việc tổ chức dạy thêm học thêm môn học nào ở khối lớp nào đảm bảo thiết thực, công bằng, minh bạch vì quyền lợi của học sinh. Tổng thời lượng dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và dạy thêm học thêm không quá 35 tiết trên tuần đối với cấp tiểu học, không quá 42 tiết trên tuần đối với cấp trung học cơ sở, không quá 48 tiết trên tuần đối với cấp trung học phổ thông, dự thảo nêu. Nhà trường có trách nhiệm công khai việc tổ chức dạy thêm học thêm về mục tiêu, nội dung, thời lượng, mức thu tiền học thêm và danh sách giáo viên dạy thêm theo môn học ở mỗi khối lớp để học sinh có nguyện vọng học thêm tự nguyện đăng ký. Kế hoạch tổ chức dạy thêm học thêm của nhà trường được công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường và thông báo cho cha mẹ học sinh. Với hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, dự thảo mới công bố thay vì quy định không cho giáo viên dạy thêm học sinh của mình như quy định hiện hành, thì đưa ra yêu cầu rõ hơn với trường hợp này cụ thể. Trong lớp dạy thêm ngoài nhà trường của giáo viên có học sinh của lớp mà giáo viên đang trực tiếp dạy học trong nhà trường thì phải báo cáo lập danh sách các học sinh đó gửi hiệu trưởng và cam kết không dùng bất kỳ hình thức nào ép buộc học sinh học thêm, dự thảo nêu. Ngoài ra, giáo viên bao gồm phó hiệu trưởng hoặc cấp phó của người đứng đầu đang làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục thường xuyên công lập tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải thực hiện các yêu cầu như báo cáo hiệu trưởng về môn học, địa điểm, thời gian tham gia dạy thêm và cam kết với hiệu trưởng hoàn thành nhiệm vụ được giao, không vi phạm quy định về nguyên tắc dạy thêm học thêm. Với hiệu trưởng tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, dự thảo quy định hiệu trưởng phải báo cáo và được sự đồng ý của trưởng phòng giáo dục đào tạo đối với cấp trung học cơ sở, giám đốc sở giáo dục đào tạo đối với cấp trung học phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu 5 nguyên tắc về dạy thêm học thêm, trong đó nêu rõ quy định không cắt giảm nội dung chương trình môn học trong kế hoạch giáo dục của nhà trường để đưa vào dạy thêm, không dạy thêm trước các nội dung so với phân phối chương trình môn học trong kế hoạch giáo dục của nhà trường, không sử dụng những ví dụ, câu hỏi, bài tập đã dạy thêm học thêm để kiểm tra đánh giá học sinh. Việc này, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, là nhằm hạn chế tối đa hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm học thêm hiện nay,